Chào mừng cô chú anh chị xem kênh ạ. À, hôm nay em xin giới thiệu với cô chú anh chị cái lô xà giống bên em của chú anh chị. Dạ. Đầu tiên được kể đến là xà Đài Loan của chú anh chị, dòng là tái to luôn chú anh chị, rất là bự á. Được tiếp theo là xà keo của chú anh chị, tái nhỏ nhỏ rồi rồi gần như hơi gần như tròn tròn của chú anh chị. Và kế tiếp là xà tứ quý của chú anh chị. Kế tiếp là xà ngọc dân của chú anh chị, tái nó như Đài Loan á mà được cái nó tím của chú anh chị. Xà tím ngọc dân đó chú anh chị. Đó. Kế tiếp là xà thái của chú anh chị. Đó. Đó. Rồi kế tiếp đó là xà tứ quý nữa của chú anh chị, lá nhân nhân đó chú anh chị. Và cuối cùng là xà cắt hòa lộc của chú anh chị. Một trong những cái dòng xà mà được đánh giá là ưa chuộng nhất, được xuất khẩu đi Nhật, Nhật Bản là đúng chú anh chị, mà xà cắt hòa lộc. Nhưng mà công tâm mà nói thì dòng xà cát của chú anh chị nó ra bông rất là nhiều nhưng mà nó khó trẻ tái như vậy. Dạ, trong các dòng xà thì xà cát thì nó sẽ khó trẻ tái hơn chút xíu, bởi vì giá thành và giá tái nó cao hơn của chú anh chị. Là bạn xà thái nó của chú anh chị, tái nó nhỏ nhỏ rồi mà nó ăn sống đồ đó của chú anh chị là cực kỳ luôn, nó không có chua. Là xà thái năm nay bên dân bên anh con gọi là xà thái ăn sống của chú anh chị, tái nó rồi nó chắc thịt, ăn nó không có vị chua. Đó là xà thái của chú vậy, lúc mà hồi nó từ lúc nhỏ là nó không có vị chua rồi. Đó xà cá thì ăn thì sẽ ngọt mà có vị cát cát đó, trong cảm nhận đó của chú vậy. Đó chú chị, xà ngọc dân thì nó cũng như Đài Loan của chú vậy, mà được cái mẫu trái nó tím đẹp, nó thích hợp cho chú chị là trồng resort sân vườn rồi trồng để bán trái luôn. Đó. Đó. Giờ với con giới thiệu lại cho chú chị coi. Đó. Chiều cao cây thì thấp nhất là tính từ bo ghép là đi lên nó là cỡ tính từ bo ghép đi lên nha chú anh chị, tầm cỡ 4 tấc, tính từ bầu đi lên là tầm cỡ năm nào là 8 tấc luôn chú anh chị. Đó. Những cái bạn này cá biệt hơn ba cơi này thì nó cao ở tầm gần 1 mét tính từ bầu lên nha chú anh chị. Đó. Hai cơi ba cơi đó. Chủ yếu là cái cây giống nó sống khỏe của chú anh chị là rất là dễ trồng dễ chăm. Dạ, sòi thì một trong những cái dòng cây mà được khuyến cáo là thích hợp với mọi cái địa hình địa thế và biến đổi khí hậu toàn cầu chú anh chị, vì nó chịu được hạn mặn khá tốt. Dạ. Những cô chú anh chị nào trồng ở miệt biển, ví dụ như Hạnh Phú quê hương Chợ Đất, quê hương Bến Tre bên con của chú chị, tỉnh Bến Tre con Hạnh Phú rồi là trồng xài tứ quý này rất là đạt của chú chị. Ven biển trồng các bạn tứ quý rất là đạt, lên nó tái dần nghế luôn rất là đạt của chú chị, dần như nghệ rất là đẹp, không có cám luôn chú chị. Cho tùy cái địa hình và thổ nhưỡng đất khác nhau thì sẽ cho cái mặt phẩm chất tái khác nhau, ví dụ như ở Chợ Lách con thì nó có tái nó hơi cám cám, nhưng mà những cái miệt Thành Phố thì gầu hầu như là tái là không có cám luôn, mà tái rất to bự hơn ở xứ sở Chợ Lách bên con đó. Đó, cho cô chú anh chị chim ngắm. Sòi thì trồng rất là dễ trồng dễ chăm của chú anh chị. Nó tứ quý đây. Đây là con đem ra những cái mô hình mẫu để cho khách con nó lựa chọn của chú chị rồi. Rồi trong vườn con sẽ tải ra đó, cho cô chú chị nào cần số lượng như là dựa tập kết của chú chị. Đó. Là xà keo. Dạ. Nó cô chú chị trồng rồi cứ mạnh dạn bấm đọt giùm con. Đó. Nó cổ đầu nó cho chú chị trồng thời gian cái nó lên thập xong rồi mình nặng nó mất chút phân tàn, bộ tàn nhiều thì nó mới cho tái nhiều. Dạ, chứ để nó có một chọt lên tời không nó không có tái nữa chú chị. Đó. Đó, từ từ của chú anh chị mạnh dạn cắt bấm tọ đầu cho con như vậy, nó sẽ đâu nó ví dụ như bấm vậy nó lên 4-5 chèo tới lên nó phân cái tàn bự ra, rồi từ từ nó khoảng 2-3 cơi nữa thì nó đầu nó tự phân tàn luôn của chú anh chị, là mình khỏi tác động nữa đó. Đó. Những cái dùng mà như con nói là nước mặn rồi tổng xài thì khá là đạt kinh tế, tại vì nó khó chịu lắm của chú anh chị. Dạ, tại vì những cái dùng nước mặn á, những cái cây khác nó khó chịu lắm, nhưng mà xài thì đặc biệt đó là nó chịu hạn mặn khá tốt của chú anh chị, và nó bỏ khô là cực kỳ luôn. Dạ, những cái đồi núi rồi của chú anh chị trồng nó không bao giờ chết, nó rất là dễ. Dạ, nó cũng như là nó như mít của chú anh chị rất là dễ của chú anh chị. Dạ, không có đòi hỏi nước non nhiều. Đó. Mít thì nên sợ mặn nhưng mà xài thì không có sợ luôn. Đó. Đây là bạn xài Đài Loan rồi chắc chú anh chị biết rồi đó. Dạ, tái rất là bự. Đó. Đó, cho cô chú anh chị chim ngắm lại những cái lô xài bên con cung cấp. Đó, đây con còn được mấy cây xà út của chú anh chị. Xà út thì cái mẫu tái nó cũng tím thôi chú anh chị, đó, mà nó bự. Cái xà út thì của chú anh chị biết rồi đó, những cái gánh của Đồng Nai nè, những cái gánh mà của Nha Trang Khánh Hòa rồi cực kỳ biết là xà út của chú anh chị. Dạ.
tái, nó mẫu tái như tới bơm luôn chú anh chị. Đó. Đó, cho chú anh chị chiếm ngắm cùng con. Đó, đây là những cái gọi là nôm na là những cái dựa lại để con giới thiệu mặt hàng để con bán cho chú anh chị thôi. Trong vườn con chú anh chị đặt số lượng thì con sẽ vô vườn con lấy những cái số lượng nhiều hơn. Rồi cần cái giống sẽ giống các loại xin liên hệ bên con. Con chân thành cảm ơn cô chú anh chị xem kênh. Rồi con xin kết thúc video ở đây ạ. Kính chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe ạ. Mua sẽ giống nhớ ủng hộ bên con ạ.